liệt xương mía, một bên mũi không thể thở, thị lực suy giảm là tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân Đỗ Quốc Bảo, cũng là chủ tài khoản Facebook tố cáo nghệ sĩ Chiến Thắng thuê vệ sĩ đánh mình. Vết thương trên mặt tay của nạn nhân vẫn còn lưu lại dấu vết của buổi hành hung diễn ra vào ngày 18 tháng 11 trong đêm nhạc Hà Giang. Trước thông tin Bảo bị đánh là do có hành động khiếm nhã khi tiếp xúc với danh hài Chiến Thắng, anh cho biết. Thì em ở dưới thì bạn em cũng biết em thích thần tượng Chiến Thắng, nó rủ em, có em ở dưới lên chụp ảnh cùng Chiến Thắng. Đây là chụp ảnh xong thì có về ra để đưa tay ra bắt tay Chiến Thắng, đang sợ mãn diễn thì không để ý, em có để tay vào bụng, chặn tay bụng của Chiến Thắng. Rồi như chặn tay bụng đau không đau, Chiến Thắng là người chết nhất. Xong đấy em có thể dùng sân khấu, em đi về chỗ ngồi, em ngồi ở ghế đấy thì lại mấy người đi xông ra đánh em, 7 người, 7-8 người đánh em hát sau, còn hai mấy người vào đánh em thì không hiểu câu chuyện nó như thế nào. Em chỉ khá lúc đầu là em thấy thì tượng như Chiến Thắng chỉ thấy hai mấy em tích lũy đi dân được chợ này đấy thì em không có sức mít gì cả. Cứ bảo vệ thế thì em chả có sức mít gì, đầu em chả có sức mít gì, mà chả có nói chuyện câu chuyện gì với cả với bảo vệ. Bị đánh đau ngay khi xuống sân khấu đã khiến cho Quốc Bảo cho rằng người chỉ định hành hung mình là nghệ sĩ Chiến Thắng. Ngay lập tức, anh chàng này đã có những hành động đe dọa và tố cáo nghệ sĩ này trên Facebook cá nhân. Tuy nhiên Chiến Thắng phản hồi cho biết anh không hề liên quan tới vụ việc. Là bạn trai này lên sân khấu quậy tưng bừng rất nhiều lần, cho nên vệ sĩ của hội chợ, đây Chiến Thắng nhấn mạnh vệ sĩ của hội chợ người ta lên nhắc nhở thì bạn ấy có lời lẽ không hay với vệ sĩ và hai bên xảy ra xô xát. Còn Chiến Thắng không liên quan gì đến vấn đề này. Chiến Thắng không có vệ sĩ, chỉ là người diễn viên đi diễn bình thường thôi. Cả hai bên chính thức lên tiếng trước những hiểu lầm không đáng có khi nghệ sĩ Chiến Thắng quyết định im lặng trước búa rìu dư luận và các cáo buộc. Người bị đánh Quốc Bảo lại khẳng định hành động trong lúc tức giận của mình nhằm mong muốn biết được chính xác vụ việc xảy ra như thế nào và mong muốn tìm ra người đánh mình mà thôi. Chiến Thắng người đau, em chỉ biết là người lên đến chỗ này em chỉ biết là Chiến Thắng bảo người đánh em, em nghĩ là chỉ có là Chiến Thắng. Giờ em chỉ hâm mộ, em lên hâm mộ Chiến Thắng, em lên thì thực ra là em không có lý do làm sao tự nhiên là đánh em. Chú hôm nằm viện giờ chưa đến hồi âm lúc bất kỳ của ai người gây ra xem những vết chém ở mặt này, những chém ở vai ấy này, đấy chưa có cái câu trả lời của họ, ý kiến của họ hay là thăm sức khỏe ấy thì hình của em. Một sự việc lùm xùm được gây ra từ sự hiểu lầm, khi gặp phải sự cố thay vì bình tĩnh giải quyết lại dùng mạng xã hội làm biện pháp để lan truyền câu chuyện đi xa sự thật, tất cả đã biến một vụ ẩu đả va chạm trở thành sự đổ tội cho nghệ sĩ, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cả Chiến Thắng và người bị đánh. Đây có lẽ là một bài học cho những người có mặt trong câu chuyện và các bạn trẻ trong việc sử dụng mạng xã hội làm lời phát ngôn.